Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng nay tại công ty trách nhiệm hữu hạn may Phú Sinh, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, tỉnh đoàn tổ chức chương trình Ngày Đoàn viên năm 2023 và tuyên dương đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng. Đến nay, Hưng Yên đã thành lập được hơn 20 tổ chức đoàn hội trong khối doanh nghiệp kinh tế tư nhân với trên 500 đoàn viên hội viên. Các đoàn viên hội viên đã phát huy tốt vai trò của mình, hăng hái tham gia lao động sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào sự phát triển chung của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, tỉnh đoàn chọn tuyên dương 26 đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị kinh tế tư nhân. Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh trao quyết định thành lập đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn may Phú Sinh. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lữ và Ân Thi tổ chức đối thoại với thanh niên với chủ đề đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số. Các câu hỏi và đề xuất kiến nghị tập trung vào các nội dung liên quan đến đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, việc tạo điều kiện về đất đai giúp thanh niên mở rộng sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, bán hàng qua nền tảng mạng xã hội, công tác hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương trả lời làm rõ các vấn đề thanh niên quan tâm, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện xem xét, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong khởi nghiệp. Sáng nay, xã Tam Đa, huyện Phù Cử tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, diện tích chuyển đổi trên địa bàn xã đạt 300 hectare, trong đó vải lai chín sớm là 250 hectare, cam các loại 50 hectare. Cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là trên 108 hectare, 20 hectare được cấp mã số vùng trồng OTAS. Toàn xã có 7 vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xã thành lập được 3 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và 1 tổ hợp tác. Hơn 10 năm qua, xã huy động gần 500 tỷ đồng thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, 100% các tuyến đường trục xã, thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, chảy nhựa áp phan, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Tỷ lệ người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đạt 92%. Tam Đa là xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phù Cử. Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên được giao kế hoạch dư nợ nguồn vốn trung ương thực hiện các chương trình tín dụng trên 236 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch thực hiện các chương trình là cho vay hộ nghèo 3 tỷ đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 35 tỷ đồng, cho vay học sinh sinh viên 40 tỷ đồng, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động 100 tỷ đồng, cho vay nhà ở xã hội 58 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch được giao, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện quy trình giải ngân nguồn vốn đảm bảo đúng, kịp thời đến các khách hàng trong diện thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi. Đại diện Bộ Công an cho biết, yêu cầu về học lực được hạ từ mức khá xuống trung bình, yêu cầu về chiều cao giảm 1 đến 2 cm so với trước, từ 1,64m xuống 1,62m với nam và từ 1,56m xuống 1,55m với nữ. Việc hạ chuẩn nhằm tạo điều kiện cho thí sinh ở vùng này đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Dự kiến những thí sinh được tuyển sau này sẽ về công tác tại địa bàn từng sinh sống. Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi riêng. Do áp dụng cách tính điểm xét tuyển mới, các trường công an không còn điểm chuẩn trên 27. Ngưỡng trúng tuyển cao nhất được áp dụng với thí sinh nữ phía Bắc, dự thi ngành xây dựng lực lượng công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân tại tổ hợp C00 văn sử địa với 26,26 điểm. Trong số 2050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy, 97,85% số học sinh nhập học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý dứt điểm hiện tượng xe dù bến cóc, xe trá hình, tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng tập trung kiểm tra xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm. Nếu phát hiện có tổ chức đón trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý theo quy định. Chủ động rà soát quy hoạch về hạ tầng giao thông để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trước mắt cần giữ nguyên ổn định các bến xe hiện hữu trong nội thành, nội thị đến năm 2030. Tổ chức giao thông phân luồng vận tải hành khách đảm bảo có điểm dừng đón trả khách đúng nơi quy định. Tổ chức các tuyến xe buýt để kết nối bến xe. Sở Thông tin và Truyền thông kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên mạng xã hội. Ngày 26 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhân trú ở xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum bị thương do nổ đầu đạn gây ra. Hai người khác tử vong vì vết thương quá nặng. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 3, anh A Nhi, 24 tuổi, trú tại làng Con Đao Gốp, xã Đăng Lốc, chở theo một đầu đạn từ dãy mì về nhà bố vợ là ông A Tu ở cùng làng. Sau đó, anh A Nhi dùng dựa tác động mạnh vào đầu đạn khiến đầu đạn phát nổ. Vụ nổ đã khiến anh A Nhi tử vong tại chỗ. Cháu AP tử vong tại bệnh viện, chị Y Khung 22 tuổi, anh AK 11 tuổi và AT bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ba trường hợp còn lại được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chạm vào những vật liệu nghi có chất nổ. Khi phát hiện những vật liệu có hình thù giống bom, đầu đạn thì người dân cần trình báo ngay đến chính quyền địa phương để kịp thời xử lý, không để xảy ra hậu quả thương tâm. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong ở nước ngoài để né tránh cáo buộc tham nhũng cho biết, ông muốn về nước sống và sẵn sàng đối mặt với án tù. Phát biểu với truyền thông mới đây, ông Thaksin nói rằng ông sẵn sàng chấp hành án tù ở Thái Lan với điều kiện ông được phép dành phần thời gian còn lại với gia đình, bất kể kết quả của cuộc tổng tuyển cử sắp tới ra sao. Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2006 và rời Thái Lan năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan tới cáo buộc tham nhũng. Ngay cả khi sống lưu vong, ông và em gái là cựu thủ tướng Dinh Lắc được cho là vẫn có sức ảnh hưởng đáng kể thông qua các đồng minh trong nước cũng như người thân. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa kêu gọi Tổ chức Y tế Châu Phi tăng cường theo dõi và điều trị sau đợt bùng phát virus nguy hiểm Marburg tại Tanzania. Tổng Giám đốc WHO cho biết 8 ca bệnh nhiễm virus Marburg đã được ghi nhận tại Tanzania, trong đó có 5 người tử vong. Trước đó, Guinea Xích Đạo cũng đã ghi nhận 9 ca bệnh vào tháng 2. Qua theo dõi, WHO đã xác định được khoảng 161 người có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Chính phủ Tanzania đã thành lập một đội phản ứng nhanh tới tiếp ứng. Các nước trong khu vực cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ căn bệnh này. Tuy nhiên, không có trường hợp nào được báo cáo bên ngoài khu vực nói trên. Một thống kê công bố bởi Cổng Thông tin Thống kê Quốc gia Hàn Quốc đã cho thấy độ tuổi kết hôn của nữ giới Hàn Quốc đang ngày càng tăng. Cụ thể, số nữ giới Hàn Quốc kết hôn ở độ tuổi 40-44 nhiều hơn ở độ tuổi 20-24. Vào năm 2021, số cô dâu ở độ tuổi đầu 40 là 10.412 người, lần đầu tiên vượt qua độ tuổi đầu 20 là 9.985 người, kể từ sau khi bắt đầu thống kê số người kết hôn vào năm 1990 và liên tục giữ mức cao hơn trong 2 năm qua. Tổng số người kết hôn trong năm 2022 của Hàn Quốc là 191.690 người, giảm tới 51% so với cách đây 25 năm. Đặc biệt, số nữ giới kết hôn ở độ tuổi đầu 20 giảm tới 93% trong 25 năm qua. Theo phân tích, lý do đầu tiên là biến đổi về cấu trúc dân số, trong đó dân số nữ trong độ tuổi 20 giảm. Một lý do khác là do số người có suy nghĩ phải kết hôn ngày càng ít đi. Ủy ban châu Âu EU mới đây đã đề xuất quyền được sửa chữa nhằm thúc đẩy hoạt động tái chế và khuyến khích người dân sửa chữa các thiết bị điện tử bị hỏng thay vì vứt bỏ chúng. Thời gian gần đây, thủ đô Amsterdam của Hà Lan đã chứng kiến sự xuất hiện ngày càng nhiều quán cà phê sửa đồ điện. Đến nay, người dân có dịp thưởng thức những loại đồ uống thơm ngon và quan trọng hơn là được hướng dẫn cách sửa chữa những món đồ điện tử cũ. Quán Repair Cafe là nơi tập trung của nhiều tình nguyện viên sửa chữa các món đồ điện tử. Khi mang những vật dụng hư cũ đến đây, người dân sẽ được hỗ trợ sửa chúng miễn phí. Ngoài ra, đây cũng là nơi mọi người có thể học những kỹ năng sửa chữa cơ bản các món đồ điện tử trong gia đình.
Đối với các tình nguyện viên, việc sửa chữa thiết bị hư cũ cũng là một thú vui khi mang lại niềm vui cho nhiều người khác. Sự phổ biến của mô hình quán cà phê sửa đồ điện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lối sống xanh và qua đó giảm lượng rác thải điện tử ra môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.